Trong đợt này, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu hữu cơ An Xuân hỗ trợ cho 23 hộ trồng khoảng 3 ha cây dược liệu các loại gồm thìa canh, tía tô và cà gai leo quá trình thực hiện mô hình doanh nghiệp đã hỗ trợ một phần giống phân bón và hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc thu hoạch đặc biệt toàn bộ sản phẩm được công ty cam kết thu mua ngay tại ruộng với giá cao hơn giá thị trường thông qua việc hợp tác trồng cây dược liệu góp phần tạo điều kiện cho bà con từng bước thay đổi tập quán sản xuất nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững đồng thời giúp cho công ty có nguồn nguyên liệu ổn định để sản xuất kinh doanh hiệu quả